Welcome to Não và Phương Channel, quá trình toán mini reunion. Chuyến đi chơi Cali này cũng rất vui vì đã gặp lại đa số các bạn học cũ lớp 6 A4 trường quá trình toán hồi ở Sài Gòn. Ở Bắc Cali thì gặp lại Tân của Mỹ. Tân thì đã gặp ở Cali năm 2010 rồi, nhưng mà Mỹ là lần đầu tiên gặp kể từ năm 1975. Cả mấy gia đình đi ăn xong rồi đi uống nước, rất là vui. Hy vọng lần sau sẽ gặp lại và sẽ đi chơi nhiều hơn, sẽ ở lâu hơn. Đây là hình chụp ở Orange County Airbnb. Đi ăn ở phở Đa Cao. Ở đây có món phở gà khô cũng ngon lắm. Nếu các bạn nào có dịp đi Cali thì ghé đây ăn thử. Cảm ơn Phi, đàn bạn Phi đã tổ chức cái bữa tiệc này. Phi là cũng lần đầu tiên gặp kể từ năm 1975. Qua Cali mấy lần rồi nhưng mà chưa có lần nào gặp. Bạn Phi này là cũng busy lắm, bận rộn lắm. Lại nhau thì cũng rất là vui, có nhiều chuyện để kể. Hy vọng là sẽ có dịp gặp thường xuyên hơn. Bolero. Bolero muy. Bolero. Ôi trời, không hay đâu. Ta biết rất nhiều bài, không biết là cái gì luôn. Biết bài nào hát cũng được hết, nhưng mà biết bài nào cũng được hết. Đưa lên, đưa lên. Tại vì ta nghĩ hình như nó bị cholesterol cao sao? Nó bị, đúng không? Nó bị gao. Dạ dạ. Cholesterol cao, ta nghĩ đúng rồi, nó cholesterol nó cao. Nó bị gao. Nó bị gao. Thì dê trong nồi. Nó là dê nha. Dê tại vì dê nó bị. Nó buồn lắm. Mình phải kêu nào? Bánh đa mà, bánh đa là. Mồi đến tiền không à? Đến tiền. Đến tiền đến lương mỗi thôi. Nhiều quá. Mấy bà ăn đi chưa? Ăn đi. Bây giờ mình tự nhiên.
bạn đang loading, loading, sorry, sorry. Loading. Thank you.
những hình ảnh chụp ở Shabu Shabu, tiệm này cũng ăn được lắm, rất ngon. Vậy ảnh chụp ở Torrey Pines San Diego. Lần này ở xa chỉ có Hoàng Hùng và Thảo là tham gia được thôi. Hùng và Thảo thì gặp lại cũng nhiều lần rồi, tức là hồi qua Canada năm 1986 là mấy bạn đã bay qua chơi rồi, đã gặp từ hồi đó rồi, sau đó đi chơi nhiều lần. Thì là ở The Getty Center, Hải đã chở tụi này đi chơi một ngày đến The Getty Center, là cái museum. Chụp ở đó. Rồi tới Hollywood Boulevard, vô chụp hình ngay cái chỗ người ta tổ chức giải Oscar mỗi năm, chụp hình làm kỷ niệm. Canuries, coi có giống không? Steven Seagal. Dĩ nhiên là vui nhất là gặp lại Minh Đen. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem. Hy vọng là sẽ gặp lại ở Vancouver lần sau.